Ok tất cả thanh lý cho anh em nhá. Một con crossover 2.6 của đế Beo Gothic. Đấy, hàng thu này của khách có một bảo hành nhá. Giá con này thanh lý cho anh em nào, con này là 3.5 triệu. Một con cốt của Marley 2.6 vào. Đây thanh lý cho anh em nào giá 4.5 triệu. Con vang số thanh lý cho anh em nào giá 1.8 triệu nhá. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp em nhá.